Thân ái kính chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được hầu chuyện cùng quý khán thính giả trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm. Kính thưa quý vị, cùng với chúng tôi đó là hai vị khách rất quen thuộc, đó là tiến sĩ Lê Minh Nguyên và bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin chào hai anh và xin hai anh gửi lời chào đến quý khán thính giả trước khi chúng ta bắt đầu. Dạ, tôi Lê Minh Nguyên kính chào quý vị khán thính giả, chào bác sĩ Việt, chào Bình. Kính chào quý khán giả. Vâng, kính thưa quý vị, để bắt đầu vào chương trình hôm nay, chúng ta đều biết là trong mấy tuần lễ vừa qua đã có rất nhiều những cái hội nghị quốc tế thượng đỉnh để bàn về rất nhiều vấn đề lớn ở trên thế giới, từ cái chuyện biến đổi khí hậu cho đến những cái chuyện liên quan tới các cái trận đại dịch vân vân. Hôm nay chúng ta lại nói về một cái cuộc hội nghị mà nó không có liên hệ đến thế giới nhiều trực tiếp, nhưng nó có ít nhiều ảnh hưởng đến thế giới. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến cái đại hội đảng lần thứ 6 của Trung ương Đảng. Xin lỗi, cái đại hội, cái hội nghị Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Tàu. Và nó được tổ chức trong cái tuần lễ này. Và đây được xem là một trong những cái đại hội rất là quan trọng để chuẩn bị cho cái hội nghị đại hội đảng vào kỳ tới. Và có lẽ lát nữa đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm xem cái nội dung của nó là gì. Trong những lần trước chúng ta vẫn nói là Tập Cận Bình không xuất hiện đối với lại tất cả các cái hội nghị trung ương, kể cả trực tuyến và kể cả các cái phiên họp thượng đỉnh. Thế thì lần này trong cái hội nghị trung ương đảng này thì Tập Cận Bình đã có mặt, và chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung của cái hội nghị này và nó đưa đến một số những cái hướng đi lớn quan trọng nào của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và ta biết đó chính là những cái nền móng cho cái hướng đi của nước Tàu trong thời gian sắp tới. Để bắt đầu thì tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên có thể cho biết sơ qua về cái tầm quan trọng của cái hội nghị trung ương này và đồng thời những cái vấn đề gì đã được đem ra để thảo luận. Xin mời anh. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Việt. Kính thưa quý vị, thì hội nghị trung ương 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức kéo dài từ ngày 8 Tây cho tới ngày 11 Tây tháng 11, tức là họ vừa chấm dứt. Thì đây là một cái hội trung ương của Đảng Cộng sản, nó khoảng 370 ủy viên trung ương. Và cái quyết định của nó có tính cách lịch sử quan trọng. Lý do lịch sử quan trọng là bởi vì là ông Tập Cận Bình, ông muốn viết lại cái lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cái lịch sử này đã được viết lại, đây là lần thứ ba. Lần thứ nhất là 1945, là ông Mao Trạch Đông sau khi ông tiêu diệt được đối thủ của ông trong đảng, thì ông muốn viết lại cái lịch sử, là đó coi như là cái công của ông trong cái vấn đề mà lãnh đạo Trung Quốc, hướng dẫn đảng, lãnh đạo Đảng Cộng sản để mà lãnh đạo Trung Quốc, để củng cố cái quyền lực ổng và là che đậy những cái sự thất bại của ông. Qua cái năm 1981 thì ông Đặng Tiểu Bình ổng viết lại lịch sử để ổng đưa lên những cái lỗi lầm của ông Mao Trạch Đông trong cách mạng văn hóa, trong vấn đề đại nhảy vọt vân vân. Và để viết lại lịch sử là nước Trung Quốc nên mở cửa ra với bên ngoài, mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột, để mà coi như mở cửa kinh tế nhưng mà vẫn siết về chính trị, coi như là một cái bước ngoặt để mà Trung Quốc không có đóng cửa nữa mà mở cửa ra. Và bây giờ là ông Tập Cận Bình ông muốn xóa cái công trình của ông Đặng Tiểu Bình, và ông muốn trở lại cái thời kỳ Mao Trạch Đông, tức là cái thời kỳ mà bây giờ ông nói là phải xây dựng một cái xã hội thịnh vượng chung, tức là bây giờ là nhà giàu phải chia tài sản cho người nghèo bằng cách là tăng lương, bằng cách là đóng thuế nhiều hơn, và cũng như là Trung Quốc bây giờ là một quốc gia hùng mạnh thì không phải như là Đặng Tiểu Bình là thao quân dưỡng hối, tức là ẩn mình chờ thời nữa, mà Trung Quốc phải vươn ra bên ngoài và phải cạnh tranh với thế giới. Và cái người mà có thể làm được việc đó là cái người ở tâm điểm, tức là ông Tập Cận Bình. Ông là một cái hình ảnh gọi là thu nhỏ của văn hóa và tâm hồn của Trung Quốc. Do đó là phải ủng hộ ông để ông tiếp tục nắm cái quyền ở cái đại hội kỳ tới năm 2020. Tức là ông phá những cái tiền lệ mà ông
Tập Cận Bình đã lập ra là mỗi người chỉ lãnh đạo 2 nhiệm kỳ 10 năm thôi. Và ông Tập Cận Bình, ông muốn tiếp tục, ông ngồi nữa, tức là ông tối thiểu thì cũng 10 năm tới nữa là ông tiếp tục, ông lãnh đạo. Nói rằng cái sự lãnh đạo của ông sẽ đưa nước Trung Quốc đi lên, đã có thể gọi là vượt qua Mỹ khi mà cái đảng Cộng sản năm 2049, tức là đúng 100 năm nắm quyền, thì là đã đưa Trung Quốc từ một cái tiểu nhược cường mà gọi là bị đế quốc gọi là sâu xé, trở thành là một cường quốc số 1 của thế giới. Do đó là mọi người phải ủng hộ ông để ông tiếp tục lãnh đạo. Đây là một cái hội nghị Trung ương 6 này là cái hội nghị để quyết định cho cái chuyện cái đại hội 20 vào năm 2022, để ông Tập Cận Bình có thể tiếp tục ông ngồi nữa hay không, sau 2 nhiệm kỳ tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc hay không. Thành ra cái sự quan trọng của cái hội nghị Trung ương 6 này là làm sao ra được cái nghị quyết, gọi là cái nghị quyết lịch sử mà mới vừa thông qua, và do đó mà có thể nói rằng đó là dọn đường cho một cái bước mà ông ta sẽ là tiếp thành công trong cái hội nghị trong cái đại hội thứ 20. Tuy nhiên đúng là cái hội nghị Trung ương 6 này nó quan trọng, nhưng mà từ đây cho tới một năm nữa thì nó cũng còn đêm dài lắm mộng, và những cái thế lực mà chống ông Tập Cận Bình nó có thể nó quật khởi trong thời gian đó. Và chút nữa giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề đó. Bây giờ thì cũng xin trình bày với anh là cái hội nghị Trung ương 6, cái tầm quan trọng nó là một cái stepping stone, là một cái bước để mà ông ta bước tới trong cái đại hội 20. Dạ thưa anh. Cảm ơn cái phần tóm tắt của anh. Chúng ta sẽ, giống như anh nói, mình sẽ đào sâu hơn nữa để xem là cái nghị quyết lịch sử nó mang cái ý nghĩa gì, nội dung thật của nó ra làm sao. Xin mời anh Bình cho biết ý kiến đầu tiên của anh khi mà nói về cái hội nghị Trung ương 6 kỳ này của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Xin mời. Dạ, năm cái kỳ hội nghị trước thì nó giải quyết những cái vấn đề kỹ thuật, chính sách và nhân sự ở trong đảng. Cái kỳ này đặc biệt là nó có một cái nghị quyết nhận định về lịch sử và đưa cái sử quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì mình nhìn lại lịch sử của Trung Quốc, phải công nhận là người dân tộc Trung Quốc, dân người Hoa đó, họ có một cái tài viết sử. Họ rất là thích viết sử và họ coi trọng cái môn sử. Và kể từ thời mà Tần Thủy Hoàng trở về sau, thì tất cả những ông hoàng đế của Trung Quốc họ đều thấy được là nếu muốn nắm được cái tương lai thì phải thay đổi, phải nắm cái lịch sử chứ nè. Tại vì ai nắm được lịch sử thì thay đổi được cái quá khứ thì sẽ ảnh hưởng được cái tương lai. Và đây là cái mộng của hoàng đế Tập Cận Bình. Và từ cái ngày mà cái người hoàng đế đầu tiên ở trong cái triều đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó là ông Mao, thì từ vào cái hội nghị năm 1945, ông đã có cái tham vọng đó rồi. Mao Trạch Đông là cái người đầu tiên đưa một cái nghị quyết nhận định về lịch sử sau cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhì. Thì tất cả những người lãnh đạo Đảng Cộng sản từ Mao cho đến Tập bây giờ họ đều biết là nếu mà nắm được lịch sử thì có thể ảnh hưởng đến tương lai. Và cái cách tốt nhất để mà tẩy não những người trong thế hệ sau của Trung Quốc, thứ nhất là viết lại lịch sử trong quá khứ, những cái gì cần xóa thì xóa, những cái gì cần sơn phết lại thì sơn phết lại, và ai mà nắm lịch sử thì người đó sẽ nắm được tương lai. Cho nên ông Mao đã là cái người đầu tiên đưa một cái nghị quyết, và từ đó về sau trong khoảng 30 năm dưới triều đại của Mao Trạch Đông thì lúc nào cái môn sử cũng là cái môn mà quan trọng nhất trong cái trường đại học Trung Quốc. Đến năm 81, sau khi chôn Mao Trạch Đông rồi và làm một cái cuộc đảo chính ngoạn mục rồi đó, thì đến phiên Đặng Tiểu Bình trong một đại hội đảng năm 81, ông là cái người thứ nhì dám đưa ra một cái nghị quyết nhận định duyệt lại lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì trong cái nghị quyết năm 81 đó, nó tương tự như cái bản án của Khrushchev đối với Stalin này, nhưng mà khéo hơn thôi. Ông Đặng Tiểu Bình thì ông quá khéo, nhưng mà ai đọc vô trong những cái nghị quyết và nhìn ở những cái bộ sử đảng sau năm 81 thì đều thấy là rõ ràng là ông Đặng Tiểu Bình ông muốn kết tội ông Mao, nhưng ông không nói trực tiếp thôi, đổ tất cả những cái sai lầm trong cái thời bước tiến nhảy vọt trong thời cách mạng văn hóa, nếu không phải trực tiếp là Mao Trạch Đông thì cũng đổ lên đầu của Tứ Nhân Bang, đổ lên đầu của ông Lâm Bưu, của Hồng Vệ Binh. Thì đó là lần thứ nhì mà ông Đặng Tiểu Bình dám viết lại cái lịch sử. Bây giờ 40 năm sau thì hoàng đế Tập Cận Bình cũng có cái tham vọng đó. Thật rõ ràng là trong cái nỗ lực này, và mình nhìn vào cái nghị quyết, nó hơi
nó mắc cười đối với người Tây phương mình và những người mà đã sống quen với bên Mỹ rồi, là nếu mà có một cái kế hoạch như vậy thì cứ âm thầm làm đi, tại sao phải thông qua một cái nghị quyết trong đảng, cho nên nó hơi lộ liễu. Thì nhìn vào cái nghị quyết này nó thì rõ ràng là Tập Cận Bình muốn đứng ngang hàng với Mao Trạch Đông, nếu không nói là muốn qua mặt Mao Trạch Đông. Cái đây là cái theo cái nghị quyết này thì cả cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, cả cái guồng máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản và cả cái guồng máy giáo dục, văn hóa giáo dục truyền thông của Trung Quốc trong vòng khoảng 10 năm nữa, nó sẽ đưa ông Tập lên ngôi và sẽ viết lại lịch sử Trung Quốc. Có mấy điểm. Thứ nhất là ông Tập cũng khôn, ông sẽ tìm cách ông xóa đi bớt những cái gì mà sai lầm của thời Mao Trạch Đông, để là một cách gián tiếp xóa bớt cái trách nhiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm vừa rồi. Ông cũng sẽ cho cái công trạng cho Đặng Tiểu Bình đó, vì dù sao ông vẫn nhận là người thừa kế của Đặng Tiểu Bình. Nhưng mà rồi đó, nó sẽ tập trung vào cái sự phát triển của Trung Quốc lên cái vai trò một siêu cường trong vòng 20 năm vừa rồi. Thì những cái người mà sẽ bị mờ nhạt đi, ví dụ như là Hoa Quốc Phong, Chu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ là những bậc mà tiền nhân, rồi những cái người như là ông Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đã cũng sẽ từ từ bị mờ nhạt đi. Cho nên nhìn vào lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, rồi đây thế hệ sau này sẽ thấy có ba ngôi sao sáng thôi: Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và ngôi sao thực sự nhất là hoàng đế mới là Tập Cận Bình. Rõ ràng là cái tham vọng của ông Tập là như vậy. Thì nó cho thấy là Trung Quốc bây giờ là một siêu cường của thế kỷ 21, nhưng mà cái tâm lý của những người lãnh đạo đó thì nó cũng không có khác gì cái thời của Tổng Tử Hoàng hay là thời của Hán Cao Tổ hay là Chu Nguyên Chương hồi xưa. Rồi họ vẫn ở trong cái cung đình của Bắc Kinh, trong cái kinh thành Bắc Kinh, và họ vẫn nghĩ đến cái chuyện là tương lai hậu thế sẽ nghĩ đến mình như thế nào. Đó là cái mà băn khoăn của ông Tập bây giờ. Cảm ơn cái đóng góp của cả hai anh. Và qua cái phần mà chia sẻ vừa rồi đó thì chúng ta cũng thấy ngay là sở dĩ mà Tập Cận Bình không dám đi ra ngoài, phải ở trong nước để mà giải quyết tất cả mọi thứ đấu đá, vì biết rằng đây nó là một trong những cái hội nghị, có thể nói là giống như anh Nguyên nói đó, là một cái hội nghị quan trọng, như là một cái bước đi để mà tiến lên cái đại hội vào năm tới. Qua đó nó vạch cái hướng nhìn của cái Đảng Cộng sản Trung Hoa. Xuyên qua cái buổi cái hội nghị vừa rồi đó, thì một số các nhà quan sát Tây phương người ta cũng đã đánh giá được là bên trên cái mặt phẳng đó, đó nó còn rất nhiều những cái sóng ngầm. Bởi lẽ Tập Cận Bình sẽ phải thâu tóm quyền lực tuyệt đối, và vì vậy cho nên cái chuyện mà tấn công tất cả những cái đối thủ khác đó dưới những cái chiêu bài tham nhũng đó là cái chuyện nó đã xảy ra và nó tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Bây giờ quay trở lại một số những cái hồ sơ quan trọng mà qua cái hội nghị này đó, người ta đều có thể nhìn thấy về xem là Tập Cận Bình có thể sẽ nhượng bộ các cái thế lực khác đến cái mức nào. Một trong những cái hồ sơ mà các học giả phương Tây đó đều nhìn vào đó và thấy nó quan trọng đó là cái chiêu bài liên quan tới cái gọi là thịnh vượng chung, và cụ thể đó là cái việc mà đánh thuế nhà đất. Đây nó là một trong những cái có thể nói là vấn đề cốt lõi mà Tập Cận Bình sẽ phải cố gắng đẩy cho bằng được. Tại vì khi nói tới chuyện đánh thuế nhà đất thì nó sẽ dẫn đến tất cả những cái hệ lụy liên hệ. Thì xin các anh có thể cho thêm ý kiến liên quan tới cái việc gọi là tranh giành dựa trên một số những cái hồ sơ quan trọng như thế nào. Xin mời anh Nguyên trước và sau đó là đến anh Bình. Dạ vâng, dạ thưa quý vị, thì hiện giờ rõ ràng là Tập Cận Bình ông muốn làm hoàng đế như vừa rồi. Thì mình có nói là muốn ngang hàng với Mao Trạch Đông hay là Đặng Tiểu Bình. Và cái tham vọng đó, ông sẽ phá đi cái định chế gọi là nhiệm kỳ 2 năm. Và cái phá đi cái nhiệm định chế đó, đó là nó tạo sự bất mãn rất là lớn trong đảng. Với cái sự bất mãn đó, cộng với cái chủ trương gọi là thịnh vượng chung đó, là chặt cái cao cho bằng cây thấp đó, thì nó cũng tạo ra cái sự bất mãn của cái giới trí thức. Mà cái giới nó đi về cái vấn đề muốn dân chủ, tự chủ, tự do. Thì trong đó có cái bà mà gọi là bà rất là mạnh miệng, bị bà đó là cũng là có những bạn thân là những cái cấp cao trong cái chế độ của ông Giang Trạch Dân trước đây. Thì bà ví von ví dụ như là cái đầu heo, tức là dí ám chỉ ông
tập cân bình. Cái đầu heo mà nấu cho tốt, cho đúng thì nó cũng ngon, nhưng mà cái đầu heo nấu không đúng thì chẳng ai mà muốn ăn đầu heo ha, ngồi chung với cái đầu heo cả, tức là một cái ví von. Trong khi đó một cái hoàng tử đảng đỏ đó là một là tỷ phú của địa ốc thì đã bị bắt, bị kết án 18 năm tù bởi vì ông nói rằng là có một thằng hề mà muốn làm hoàng đế mà ở truồng. Thành ra một cái thằng hề mà muốn làm hoàng đế ở truồng mà bây giờ nó cứ muốn làm hoàng đế mà nó là hoàng đế không quần áo. Thành ra do đó mà Tập Cận Bình dí bắt ổng là kết án 18 năm tù. Hiện giờ nó có ba cái thế lực lớn ở trong đảng Cộng sản mà chống ông Tập Cận Bình. Và đó là lý do mà tại sao trong thời gian vừa qua, trong một thời gian ngắn thì nó có những cái xì căng đan nó nổi lên dồn dập từ cái phía mà gái điếm, từ cái phía mà tài tử bán dâm cho tới cái phía mà những cái vấn đề mà thí dụ như là Evergrande, rồi là những cái công ty đại tư bản về vấn đề địa ốc mà khủng hoảng chẳng hạn. Thì ba cái lực lượng đó lớn nhất thì chúng ta thấy có ba cái là cái băng dầu khí hay là gọi là cái băng chính trị pháp lý. Thì cái băng này lãnh đạo bởi Vương Kỳ Sơn, hiện là phó chủ tịch của cái Trung Quốc, tức là đứng dưới kế Tập Cận Bình là Vương Kỳ Sơn. Cái băng thứ hai là cái băng gọi là băng Thượng Hải hay là cái băng của Giang Trạch Dân, mà điển hình là ông Tăng Khánh Hồng là cái băng thứ hai. Và cái băng thứ ba là cái băng hiện giờ là gần như là đứng để mà chờ thời, nó muốn làm ngư ông đắc lợi, là băng Hồ Cẩm Đào, Lý Khắc Cường. Lý Khắc Cường đương là thủ tướng. Và hiện giờ thì bên băng của Giang Trạch Dân thì đưa người ra để mà gọi là lãnh đạo cái băng Giang Trạch Dân đánh với ông Tập Cận Bình, thì ra đưa ông Trương Cao Lệ. Ông Trương Cao Lệ này là trước đây cũng là ủy viên thường trực cái Bộ Chính trị và một cái người mà cũng là well connected, tức là có quan hệ tốt với tất cả nhiều người, là một con cá lớn. Và khi mà đưa ra như vậy thì bên phía Tập Cận Bình đưa ra cái chuyện mà xì căng đan giữa ông ta với một cái cô bồ nhí là một cái vô địch quần vợt, và đưa ra là tạo một cái xì căng đan. Thì bây giờ người dân Trung Quốc người ta chưa biết là ông Trương Cao Lệ này đưa ra để đại diện băng Giang Trạch Dân để mà phản công lại. Và bên phía của ông Tập Cận Bình thì muốn là coi như là dương quân ra sẵn sàng súng đạn để mà đấu với ông Trương Cao Lệ này ở chiến tuyến. Nhưng mà một mặt thì cũng tìm cách để cho ông Trương Cao Lệ này là ông thay đổi cái lập trường để chạy về đầu quân với bên phía của ông Tập Cận Bình. Và người ta nghi ngờ là không biết ông Trương Cao Lệ này ông có đủ bản lãnh để mà không có quay đầu mà phản lại băng Giang Trạch Dân hay không. Bởi vì ông Trương Cao Lệ này là cái người ông đi lên bằng cách là có thể giao quan hệ tốt và không có gọi là tuyệt đối trung thành với ai cả. Thành ra người ta cũng đương chờ mong coi ông Trương Cao Lệ này là cái chiêu ông đánh như thế nào trước cái sự tấn công của ông Tập Cận Bình. Trong khi đó thì cái băng dầu khí thì là băng này là băng có tiền, băng này là cái băng dầu khí hay là băng chính trị pháp lý của Vương Kỳ Sơn thì cũng đang rất là bất mãn. Cháu của ông ta là Vương Bảo Bảo, cũng là lãnh đạo một cái tập đoàn, là cũng đang chỉ trích ông Tập Cận Bình. Vừa rồi thì những cái chuyện mà dồn dập từ bên trong, bên ngoài lẫn bên trong, nhà bên trong rất là nhiều, từ vấn đề cúp điện, dừng thiếu than, thiếu nhiên liệu, rồi những cái vấn đề mà những cái tập đoàn phá sản và những cái xì căng đan của những cái ủy viên Bộ Chính trị mà giới bộ nhí rồi tùm lum về vấn đề sách về tình dục này, nó nổ lên một cách gọi là nhộn nhịp. Thì rõ ràng là từ đây cho tới đại hội 22 thì ông Tập Cận Bình ông đã thành công trong cái vấn đề gọi là cái hội nghị Trung ương 6, trong cái vấn đề ra cái nghị quyết lịch sử để mà ông có thể ông ngồi nhiệm kỳ 3.
Nhưng mà từ đây cho tới đó thì còn một năm nữa, thì một năm đó là cái trận chiến giữa những cái băng mà đang chống ông Tập Cận Bình, mà nhất là cái băng Dầu Khí và cái băng Thượng Hải, là hai băng này trước đây là cộng tác với ông Tập Cận Bình và bây giờ là chống ông Tập Cận Bình. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có sóng gió trong tương lai, chứ là ông Tập Cận Bình có không phải smooth sailing, tức là thuận buồm xuôi gió cho từ đây cho tới Đại hội 20. Dạ thưa anh. Cảm ơn cái phân tích vừa rồi của anh. Xin mời anh Bình cho biết ý kiến là trước cái thực tế ngày hôm nay, khi mà các cái phe phái có thể nói là đang tranh giành đấu đá với nhau một cách quyết liệt và sẵn sàng hạ độc khẩu đấy, thì hẳn nhiên nhiều người quan sát từ bên ngoài thì cho thấy là Tập Cận Bình dường như đã củng cố được cái sức mạnh của mình dựa trên những cái thành phần đàn em tay chân của mình được rải ra khắp các nơi. Nhưng mà cái lợt sóng ngầm, những cái luồng sóng ngầm ở bên dưới đó, liệu nó có thể êm xuôi như thế hay không? Xin mời anh. Và một những người đối thủ mà sẽ tìm cách phá này là ông Lý Khắc Cường, là vì theo cái hệ thống mà đã được Đặng Tiểu Bình xây dựng lên từ thập niên 90, vì ông Đặng ông là nạn nhân của những cái vụ mà tranh chấp quyền lực từ đỉnh cao luôn trong thập niên 60, thập niên 70, và rồi ông cũng là một những người chủ mưu trong những cái vụ mà tranh chấp quyền lực nữa. Cho nên đến lúc mà ông lên nắm quyền rồi sau cái hỗn loạn của thập niên 80, thì ông muốn để là một cái cơ cấu mà nó tương đối nó ổn định, và phải công nhận đây là một những cái thành công lớn nhất của ông Đặng Tiểu Bình đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng được những cái định chế ổn định. Dân chủ thì chưa có nhưng mà nó ổn định và nó có quy củ, từ Giang Trạch Dân cho đến Hồ Cẩm Đào, mỗi nội quy của đảng đã ghi rõ là mỗi tổng bí thư chỉ có hai nhiệm kỳ thôi. Đây là một cái tiến bộ lớn lắm so với cái thời của Mao Trạch Đông, không còn cái chuyện mà ngồi để suốt đời nữa. Mỗi tổng bí thư thì được hai nhiệm kỳ 10 năm, mỗi thủ tướng cũng hai nhiệm kỳ 10 năm. Bù lại đó thì một khi đã lên rồi thì được yên ổn trong hai nhiệm kỳ đó. Ông tổng bí thư thường thường không có sợ bị lọt trong do sau nhiệm kỳ thứ nhất, cũng như cái người thủ tướng đã là thủ tướng thì được yên tâm làm việc 10 năm. Thì đó là cái hợp đồng nội trong nội bộ và giữa những người lãnh đạo, giữa các thế hệ với nhau nữa. Những thế hệ sau thì họ yên tâm, nó là sau 10 năm thì đến phiên họ, cho nên nó có sự chuyển tiếp quyền lực. Từ đó nó mới dẫn đến cái sự ổn định trong nội bộ, không có nhu cầu phải lật đổ lẫn nhau, là vì những người sau như ông Tập chịu khó đợi thì sẽ đến phiên mình. Thì bây giờ ông Tập Cận Bình ông phá hết cái quy chế đó, tức là ông đang tạo ra một cái vấn đề lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản. Cái thế hệ sau, thế hệ những người mà đang chuẩn bị lên thế, bây giờ họ không có đường lên thế, cho nên họ sẽ bị kẹt lại, họ không muốn về hưu, thì họ sẽ làm cản đường những người đàn em của họ nữa. Cho nên tất cả mọi chuyện á, cái giống như con một đoàn xe trên xa lộ đang đi, nó sẽ bị khựng lại, và có những nhiều người được tìm cách qua mặt chiếc xe phía trước để mà mình đi lên, thì nó sẽ gây ra sự tranh chấp ở nhiều cái tầng lớp khác nhau. Một trong những nạn nhân và những người mà bất mãn là ông Lý Khắc Cường, vì ông lên cùng lúc với ông Tập. 10 năm nay ông đã không được làm tổng bí thư rồi. Nhìn chung chúng ta có thể thấy được là nó có rất nhiều vấn đề hiện giờ đang được có thể nói là âm ỉ ở trong cái nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nhưng mà nhìn ra bên ngoài đó, thì gần đây chúng ta lại thấy đó là Tập Cận Bình tỏ ra rất là hung hăng, rất là cứng rắn, và một cái tin mà nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng cho ta thấy là rõ ràng là Tập cũng đang chuẩn bị để đối phó với tất cả mọi tình huống từ bên ngoài. Một cái ví dụ nhỏ là đã xây dựng một cái bia dưới hình, không phải là bằng cái kích thước luôn đó, của một cái hàng không mẫu hạm ở ngoài sa mạc để dùng nó như là một cái bia bắn tập thực tập cho các cái chiến đấu cơ cũng như là các cái phi đạn. Đây nó là một trong những cái thông điệp mà các nhà quan sát nói rằng là Tập đang muốn gửi cho Hoa Kỳ để biết rằng là tất cả những cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng đều có thể trở thành cái bia mà trong tương lai quân đội của Trung Cộng sẽ có thể thanh toán. Nếu nhìn vào cái bức tranh đó và nhìn vào những cái chuyện đã và đang xảy ra, chúng ta nghĩ gì về cái hướng đi của Trung Cộng trong thời gian ngắn trước mặt? Tôi chỉ nói ngắn thôi, giống như anh Nguyên nói đó, chuyện này có thể nó không kéo dài cho đến hết năm 2022 đâu. Thì mỗi một anh sẽ có một phút để trả lời câu hỏi này. Xin mời anh Nguyên. Dạ vâng, ông Tập Cận Bình thì khi mà lãnh tụ trong chế độ độc tài thì luôn luôn muốn tạo cái sự ủng hộ của quần chúng trong cái vấn đề mà đấm đá nội bộ,
thì luôn luôn phải hát giọng cao, mà hát giọng cao phải chứng tỏ là mình hùng mạnh và mình có thể hạ được cái đối thủ của mình, mà đối thủ bên ngoài của Trung Quốc là ai? Là Hoa Kỳ. Và để chứng minh điều đó thì là phải phô diễn cái vũ khí, từ là cái vũ khí siêu âm, những cái quả tiễn siêu âm cho tới những cái chuyện mà bắn hàng không mẫu hạm. Thành ra do đó tôi nghĩ đây là cái nhu cầu của ông Tập Cận Bình để ông củng cố quyền lực bằng cách là thu hút cái sự ủng hộ của người dân Trung Quốc, vậy thôi. Xin mời anh Bình chuẩn bị ý kiến. Dạ, cái vụ mà làm mô hình của hàng không mẫu hạm nó đi xa hơn là cái chuyện mà chỉ làm cái bia thôi. À, vì nó Trung Quốc họ chịu khó bỏ tiền thì họ làm cái mô hình mà đúng kích thước luôn. Một cái hàng không mẫu hạm lớn lắm như một cái building, họ chịu khó làm đúng kích thước, nó là một, và để nó lên trên một cái đường ray để mà nó đi như là xe lửa, nó có cái vận tốc tương tự như hàng không mẫu hạm. Dùng để làm gì? Để cho các cái binh chủng hỏa tiễn của họ đó nó thực tập nó bắn hàng không mẫu hạm. Thì cái này nó cũng có lý do quân sự nó thật, nhưng mà nó cũng phản ảnh một cái nó hơi nghèo nàn của hải quân Trung Quốc, là họ hải quân Mỹ thì có đến cả chục hàng không mẫu hạm, hải quân Trung Quốc chỉ có 2 chiếc thôi. Cho nên rất là khó, không có chiếc nào cũ để mà để ra thực tập nữa, phải xây một chiếc ở trên ở ngoài sa mạc. Thì nó phản ảnh cái vấn đề của Trung Quốc chứ không phải không. Nếu Trung Quốc là một cường quốc hải quân thật sự thì thứ nhất đã có hàng không mẫu hạm cũ để mà làm bia, và thứ nhì là nếu mà tập á, thì đã có một cái vùng biển an toàn để mình đưa ra ngoài biển mình tập. Thì nó cái vấn đề địa lý của Trung Quốc vẫn là, cho dù là họ giỏi đến đâu nữa thì Trung Quốc chỉ có một cái đại dương thôi, đó là Thái Bình Dương. Và cái biển Hoa Đông của Trung Quốc thì nó có cả một cái chuỗi đảo dài, nó đi từ phía nam nước Nhật cho xuống đến Đài Loan. Cho nên cái thực sự cái biển thực sự mà Trung Quốc có được để mà là làm việc á, có những cái chỗ mà kiếm đảo riêng tư để tập trận là không có bao nhiêu. Đó là vấn đề địa lý của nước Trung Quốc. Cảm ơn cái phân tích của cả hai anh. Nói tóm lại thì thưa hai anh và thưa quý khán giả, xuyên qua cái chuyển biến về mặt chính trị ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Hoa, chúng ta có thể thấy được một điều là năm tới là cái năm đại hội đảng, do đó Tập Cận Bình đã tìm mọi cách để chuẩn bị cho cái bước lên ngôi của mình. Và giống như hai anh đã phân tích đó, trên nguyên tắc là năm tới là hết nhiệm kỳ rồi, phải bước xuống. Nhưng tất cả mọi thứ thay đổi của ngày hôm nay đó, nó cho thấy rằng là anh ta đang tiếp tục nuôi dưỡng cái tham vọng và sẽ ngồi lại suốt đời giống như Mao thôi. Hẳn nhiên nó sẽ có rất nhiều những cái chuyện ở bên dưới mà đang sẵn sàng có thể đấu đá với nhau, và bên cạnh đó thì cái áp lực đến từ bên ngoài nó vẫn tiếp tục gia tăng. Và vì thế tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu để xem cái yếu tố thứ hai hiện giờ đang thách thức đối với Trung Cộng, đó chính là Đài Loan, thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái phần kế tiếp. Chúng tôi xin ngưng cái phần 1 của chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả, và chúng tôi sẽ quay trở lại phần 2 trong một ít phút.